Vâng, trân trọng chào mừng quý cô bác anh chị các bạn quay trở lại với kênh của Phạm Huấn. Và lại là em Phạm Huấn đây ạ. Xin trân trọng giới thiệu đến anh chị và các bạn cái dòng sản phẩm đó là một cái máy hàn mini thương hiệu Basic. Thì đầu tiên chúng ta đến với màu sắc và kiểu dáng. Con này thì là màu bạc các bạn nhé. Thương hiệu Basic, chữ màu đỏ đây. Chiều dài là 23 này. Đấy, chiều rộng là 10 cm và chiều cao là 15 cm các bạn nhé. Một con cái máy hàn cực kỳ là nhỏ gọn và tinh tế luôn cho anh em và các bạn sử dụng này. Dây mỏ hàn thì cũng dài là 2 m và dây kẹp âm cũng dài là 2 m luôn, để cho anh em và các bạn chúng ta có thể sử dụng. Đấy, dây to và dây dẫn đều là dài 2 m hết các bạn nhé. Thì tí nữa mình sẽ hàn thử cho các bạn xem. Khi các bạn nhận được máy thì đây là vỏ hộp của máy này. Đấy, hàng cực kỳ là chất luôn anh em các bạn nhé. Đấy, đây là vỏ hộp này và được tặng kèm thêm một kính hàn này. Đấy, một kính hàn và một cái cọ sỉ luôn cho anh em và các bạn sử dụng nhé. Thì các bạn có nhu cầu về dòng này thì có thể liên hệ để bên mình tư vấn này. Rồi mình sẽ bật lên và hàn thử cho các bạn xem. Đây, điện chúng ta cắm là điện 220 thường. Chúng ta bật lên, bật nguồn lên, công tắc nguồn đây. Và dây đây, dây thì rất là chắc chắn luôn, dày dẫn chắc chắn và công tắc nguồn đây. Đấy, bật này, đấy, tắt này. Đấy, chúng ta bật lên này. Cực kỳ là ok và chất luôn anh em các bạn nhé. Đấy, thì mình đã lắp vào thử rồi. Đấy, thì mình sẽ hàn thử cho các bạn xem. Đấy, chúng ta đều để về cái này, con này công suất là 160W này. Chúng ta để về 160 hết để chúng ta hàn cho nó ok này. Đấy, mỏ hàn đây. Đấy, và kẹp mát đây các bạn nhé. Đấy, chúng ta được tặng kèm thêm một kính cũng như là một búa gõ cho anh em và các bạn luôn. Thì các bạn có nhu cầu về dòng này thì có thể liên hệ tới Phạm Huấn để được tư vấn về cái dòng sản phẩm này. Bên mình đang phân phối hàng bán cực kỳ là tốt luôn. Đấy, các bác đánh giá rất là tốt và hài lòng về sản phẩm thì mình sẽ hàn thử cho các bạn xem. Đây là kẹp mát này, chúng ta sẽ kẹp vào đầu mát này. Đó, chúng ta sẽ kẹp vào đầu mát. Rồi, đây là mỏ hàn này, chúng ta sẽ kẹp que vào. Đây, mình đang kẹp que, đây là que 2,5 các bạn nhé. Đấy, que 2,5 cho các bạn hàn cực kỳ là chất lượng ok luôn. Đấy, chúng ta kẹp vào que 2,5 này. Rồi, mình sẽ chí thử cho các bạn xem. Đấy, trực tiếp cho anh em và các bạn trải nghiệm luôn. Rồi, mình sẽ cầm cái kính này vào cho nó an toàn này. Bắt đầu chúng ta chí này. Đấy, mình kéo cái que 2,5 này. Đấy, hàn đi kéo đi cực kỳ là ngon lành và chất luôn. Mối hàn đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, thì anh em các bạn có nhu cầu về sản phẩm này thì có thể liên hệ tới Phạm Huấn. Số điện thoại 0936 863 68 để tư vấn. Đây. Rồi, xin chào lại các bạn ở video sau.